gì đây? Vụ gì đây? Mở nhát vậy ta? Chết cha, cái cắn nhỏ hay gì vậy? Kiến cắn hay gì kì gì mà vậy? Nước lẻ mà sợ gì vậy trời? Mấy cái bay lên nè. Mẹ ơi, rớt đâu bên đó chơi với con mẹo vậy ba?
Con này chắc ở đó bị ai bắt chuột rồi. Sợ bẫy sợ bội. Sợ gì vậy ta, hai con này luôn. Sợ cái gì các bạn ơi. Giờ ra hai con mồi đặt chỗ khác được. Hồi nãy
Nãy chỗ kia kiến nghiện quá trời các bạn ơi. Giờ đổi thay chó dồ đổi xuống cái gốc này. Mỗi lần thấy bỏ gì lăn xăng lăn xăng. Rồi, dính anh em ơi. À. Ngồi để rồi miếng thấy bỏ giật giật cái bò này. Cái thấy bỏ giật 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 là nó nghỉ chơi. Bội quá vậy. Bội quá trời tốt tiếng. Hồi nãy nãy mình đặt con malaiter biết cái xuống gì bên đó sợ gì biết nhảy dựng nhưng tưởng bay lên hoài nó không xuống. Mình đổi qua cái góc này, đổi qua góc mát mát tối tối này gì mà nó rớt. Lăn xăng hoài không gớt ở bên kia thì sợ sợ cái gì không biết. Với con mà lại con này nãy nó bị kiến cắn kiến viện
tình hình không ổn. Giờ chỗ. Giờ chỗ, đổi con mồi, giờ chỗ qua đây. Rớt liền anh em. Chơi trong đây trong mát nè, để trong đây trong mát chơi đã luôn. Yeah. Đánh lộn cho nó sung anh em. Đó. Đó. Ngồi cái vỗ phải đánh lộn luôn anh em. Nó bò thì ít mà nó phải đánh lộn thì nhiều. Đó. Con này có biệt danh là nhiều anh em đặt cho nó là mồi bỏ bổi nữa. Nó chơi hồi cái nó bỏ nó dẫn vòng. Nết nó hung lắm. Con này đặc biệt máy là không chơi anh em. Cu tơ không chơi, máy không chơi. Xuống nó bò diện hơi một biết máy biết tơ là nghỉ. Đánh lộn nè, còn đánh lộn nè cho anh em thấy nè, đó. Nãy mình nghĩ nó sợ camera ta. Cho nên bên đây mình đặt không có đặt camera anh em. Nó xuống nó chơi dạng nó sợ luôn. Sợ da camera hay sợ cục chì không biết nữa. Hay là sợ bẫy gì cũng không biết nữa. Qua đây mình đặt có ba chân nè. Ba chân thưa gỉnh và ngụy trang. Rồi không đặt camera luôn. Thì thấy nó chơi mạnh. Bằng chứng là dính luôn. Rồi, bây giờ coi quay cho anh em xem cái hình dáng đó nha. Quá chạy trên cây quay nãy giờ anh em thấy không? Quá chạy tốt tiếng ha. Không có dâu lông rồi, dính móng. Cánh nè. Đuôi thì cũ xì rồi. Bự con lắm nha anh em. Một cục luôn. Chơi mình chơi chơi vui vậy chứ không có bắt mỗi bán này nọ nha anh em. Con này khi mình tắt camera mình xử lý sao mình xử lý cũng không ai biết. Rồi anh em ở clip sau nha. Chúc tất cả mọi người luôn có được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào nha. Bye bye, hẹn gặp lại clip sau. Bye bye.